Chiếc môi này khỏi 2 năm rồi, Hòa mới biết là bạn ấy đã khỏi bệnh. Vì sao biết không? Vì bạn ấy đang bị tái lại. Thực ra chàm môi mà tự phát ấy, nó rất có khả năng bị tái lại nếu cơ thể của các bạn bị mất cân bằng, bị stress hoặc là bị thiếu chất gì đó. Thì nó sẽ gây ra cái tình trạng là bị phát ra cái vùng môi. Đó, nên là với một bạn khách bị chàm môi mà cứ hay bị tái đi tái lại ấy, mà sau 2 năm, hơn 2 năm mới bị lại ấy, thì đó là một cái điều đáng mừng rồi. Và bạn ấy nhắn tin cho Hòa là: chị ơi, chị còn bán thuốc không? Bán cho em để em dùng tiếp. Và chúng ta sẽ cùng theo dõi quá trình lần 1 Hòa chữa cho bạn ấy khỏi đã nhé. Và sau đó thì là lại chữa tiếp cho bạn đấy thôi. Thực ra chàm môi này thì với thuốc bên nhà Hòa cam kết với bạn rằng là khỏi 100% luôn, không bao giờ là không khỏi, đấy là điều cam kết. Nhưng tái lại hay không nhiều khi là do cơ địa các bạn. Nên các bạn cố gắng lần này chữa khỏi xong, các bạn chịu khó dùng thêm 2 đến 3 tuần nữa để cho khỏi hoàn toàn đi, thì cái tỷ lệ tái lại nó sẽ thấp hơn. Và nhớ là kiêng khem đúng như Hòa hướng dẫn thì là cái khả năng tái lại nó sẽ rất là thấp nha. Cảm ơn bạn vì đã tin tưởng bên Hòa.